Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Lại là những cái phô mai Khánh Hòa các bạn ơi. Mai đọt xanh Khánh Hòa. Đầu tiên là mã KN1. Cây này thì nó được mấy cái rễ là 1 2 3 2 cái này, cái rễ này bên này nó được ba chốt, ba cái rễ nó bung ra. Cái phần này thì rễ cái kẹt đá nha. Tất cả là 7 chốt các bạn. Hoành rất là to. Cây rất là to lớn nha. 1 2 3 4 5 6 7. Ở cái phần này thì bị lỗ một chích. Còn tí xíu. Dưới này thì cái rễ cái này nó bị bọng một lỗ nha anh em nha. Bọng lỗ lên. Cây này anh em về thử thuốc thử men. Thích hàng to lớn. Hoành 70. Chiều cao là 63. Phôi này giao lưu các anh chị em mình với giá là 1.500.000 ha. Đó, 1.500.000, hoành 70. Chiều cao là 63. Cây bị bọng một lỗ ở phần rễ cái. Đó, cây thì to lớn. Giá thì mềm mềm. Đó, anh chị em nào yêu cái phôi này thì liên hệ nha. Rồi, tiếp theo là một cái anh cóc ké. Anh này nhỏ thôi. Khoanh của ảnh thì ở bên dưới đó thì tầm khoảng 60 ngoài bạn à. Còn ở trên hoành thân ở trên thì nó là 57 à, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái rễ này thì nó bị lỗ nha, lỗ ở lớp dưới chút xíu chỗ đó đó, chỗ cái tai ba chốt rất là đẹp luôn. Này cận đá, cận đá ba chốt cấn đá, lỗ ở dưới một tí. Đó. Phôi này to bạn, hoành 57, chiều cao là 55. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 1.000.000, chưa bao gồm phí vận chuyển ha, cho anh em về thử tay nghề, thích hàng lớn giá mềm thì về thử tay nghề nha. Nói chung là nhờ cái hàng này dòng Khánh Hòa thì nó mạnh các bạn, nó mạnh, thử ra là bán cho anh em về thử thuốc thử men nó kia nó dễ. Rồi tiếp theo là một cái phôi có cái dáng kỳ quái các bạn, dáng này là dáng hai cái rễ nó nằm xuôi về một mái, còn cái rễ con thì nó nhỏ chỏi về phía trước. Nó có tất cả là bốn bốn thân các bạn, nó như một cái bàn tay nha, bẻ như một bàn tay nha. Được mấy cái rễ, được hai cái rễ lớn nè, một hai cái rễ lớn với lại là mấy cái đầu mặt cắt rễ nhỏ, hai cái đầu mặt cắt rễ nhỏ. Cây chi chốt rất là đẹp nhưng mà rễ thì nó yếu thôi. Hoành thân bên dưới của nó là 63, hoành thân dưới 63. Còn hoành ở trên đó thì nó là 69. Đó, nếu mà đo lên chút xíu nữa thì nó sẽ là 70, 71 ha. Rất là to, to bản bự. Từ ở trên dài xuống tới dưới đây thì nó là một một mét thì nó mới 1,5 m thì nó mới có tới cái ngang cái ngấn đó thôi. Xuống dưới tới mặt đất luôn thì nó tầm khoảng 50 phân nữa, như vậy thì cái phôi này nó sẽ cao tầm là 2 mét rồi. 2 mét tàn chi chốt rất là đẹp. Đó. Phôi này giao lưu các bạn với giá cũng là 1.500.000 luôn. Anh chị em nào yêu cái dòng to lớn giá mềm thì hốt em này về ha. Rồi em này em đăng lại cái phôi của ngày hôm qua. Một cái phôi rất đẹp nhưng không biết sao anh em không thích. Đây đăng lại. Phôi này ngày hôm nay mình đặt cho nó cái mã là KN4 đi. Cái này thì nó lỗ, nó bị trầy da, xước da một phần, nhưng mà tất cả các phần rễ của nó thì rất là ok các bạn, rễ của nó thì quá ok, rễ dày hết nha, chích rễ hết, lực nữa, rễ cũng lực, rễ lùi một phía, hoành 60, chiều cao là 1,2 m, hoành 60, chiều cao 1,2 m.
phôi này giảm 100 ngàn đi cho anh em chơi ha, còn lại là 1.800.000. Đó. Rồi anh chị em nào yêu những cái mã, những cái phôi này, thích mạo hiểm, thích thử tài nghề của mình, thích hàng rẻ tiền mà cây to, thì xin mời anh chị em mình lấy những cái phôi này về chơi ha. Nói chung là hàng to nặng bê cũng đuối rồi mà. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào các bạn.